dưới cái nóng oi bức đầu hè. Những không gian xanh nhiều cây cối như thế này trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Có diện tích lên tới 323 hectare, công viên Yên Sở như một lá phổi xanh điều hòa không khí ở khu vực phía nam thủ đô, nơi đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Không gian rộng rãi, không khí thoáng mát. Công viên Yên Sở đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều gia đình dịp cuối tuần. Nhiều du khách cũng truyền tai nhau, nếu có dịp đến du lịch Hà Nội, đừng quên ghé công viên này để ngắm cảnh và check-in.